kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, thưa các bạn quý mến, à, với cái tiêu đề là viêm phổi cộng đồng nặng, hay trong cái bài trình bày này tôi có viết tắt bằng cái từ tiếng Anh là severe community acquired pneumonia (SCAP) thì chúng ta cũng hiểu đó là viêm phổi cộng đồng nặng. <laughs> Nếu mà chúng ta nhìn vào viêm phổi cộng đồng nặng, chúng ta sẽ thấy có ba cái ba cái ghi nhận ở từ các cái line, ở từ các cái tài liệu quốc tế viết như thế này. Thứ nhất là cái viêm phổi cổ đồng nặng có khuynh hướng tăng lên. Trong khi kết cục điều trị xấu thì lại không có khuynh hướng giảm. Câu chuyện này thì có thể nói rằng là cũng dễ hiểu thôi chứ không có gì khó hiểu. Cái thứ hai là tỷ lệ của viêm phổi cộng đồng nặng chiếm khoảng nội chừng 18 cho đến trên 30%. Thế nhưng mà cái tỷ lệ tử vong chung của viêm phổi cộng đồng nặng có thể lên đến trên 30% nói chung là bộ mặt tiền lượng của viêm phổi cộng đồng nặng rất xấu nếu ai làm thực hành trong lâm sàng bệnh viện sẽ thấy cái chuyện này rất là rõ và cái thứ ba là có rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải lưu ý trong thực hành lâm sàng viêm phổi cộng đồng nặng đó là vấn đề trần đoán một câu chuyện hết sức là rất là sơ đẳng trong cái chuyện thực hành lâm sàng đó là xác định sớm các yếu tố nguy cơ nặng và đó là vấn đề điều trị kháng sinh hợp lý những câu chuyện này tôi sẽ lần lượt trình bày trong cái phần báo cáo của mình Thứ nhất là định nghĩa về viêm phổi cộng đồng nặng thì chúng ta nên hiểu đó là một trường hợp viêm phổi cộng đồng với bệnh cảnh nặng, thường gắn liền với tình trạng rối loạn và suy chức năng đa tạng với tỷ lệ tử vong cao và bệnh cần có các trị liệu hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt. Mà nhìn một cách toàn cục đó thì hiện nay sai sót chẩn đoán của viêm phổi cộng đồng nặng ở các cái đơn vị tiếp nhận bệnh nhân ban đầu đó chúng tôi gọi là cái cái gọi là là, là cái nơi tiếp nhận thông thường của của viêm phổi cộng đồng nặng đó là là emergency department viết tắt là ED đấy là rất phổ biến là rất phổ biến bệnh nhân có sai sót trong chẩn đoán thường có nhiều bệnh đồng mắc và các cái triệu chứng hô hấp thường là không rõ ràng trong cái bối cảnh các triệu chứng hô hấp không rõ ràng trong bối cảnh lớn tuổi và có nhiều độ mắc thì cái việc chẩn đoán của chúng ta sai rất là ghê. Và thật sự mà nói thì nếu chúng ta là thầy thuốc ở emergency department thì chúng ta luôn luôn bị một cái sức ép rất là lớn. Đó là chúng ta phải quyết định rất nhanh rằng là chẩn đoán là gì và các cái xử trí tức thì trong đó có cái xử trí về các cái xét nghiệm đánh giá và thăm dò, trong đó có cái xử trí về về điều trị đặc trị hoặc là điều trị uh, hỗ trợ. Nhưng mà nhưng mà thời gian lại rất ngắn và bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao cùng với các cái bệnh đồng mắc nặng. Đấy là những cái thách thức rất lớn. Và đôi khi chúng ta phải nhìn nhận cái vấn đề ở ED là một câu chuyện hết sức là khó cho các bác sĩ thực hành. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái công cụ, mà công cụ đó là nó đơn giản và nó tiện ích cho các bác sĩ để giúp các bác sĩ làm việc cho nó tốt hơn, có hiệu quả hơn. Bây giờ nói về vấn đề chẩn đoán thì đây là một cái nghiên cứu uh, cho chúng ta thấy về cái đặc điểm chẩn đoán của bệnh nhân viêm phổi cộng đồng nặng ở một cái đơn vị gọi là đơn vị uh, tiếp nhận ban đầu là ED. Đấy. Thế thì ở cái trong cái nghiên cứu này họ so sánh giữa cái việc chúng ta chụp X quang thường quy để trong chẩn đoán viêm phổi cộng đồng là câu chuyện rất bình thường nhưng mà ở, ở ở ở ở phòng cấp cứu emergency department chúng ta rất thông thường chụp uh, X quang lồng ngực ở cái tư thế trước sau Một cái tư thế rất dễ tạo nên các cái triệu chứng giả Mà cái nghiên cứu này cho chúng ta có một cái nhìn rất là hay Là so sánh giữa cái x-quang thường quy với cái, 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 CT Nếu mà x-quang thường quy có hình mờ ở phổi Nếu như thường quy có hình mờ ở phổi Thì trên CT không có hình mờ chiếm 73,1% hay nói một cách khác là nếu chúng ta chụp x-quang thường quy đặc biệt là rất hay chụp theo tư thế trước sau thì 73,1% là không được xác định trên CT, hay là chúng ta over-diagnosis. Thế còn nếu mà chúng ta chụp một x-quang thường quy ở University of Dartmouth mà không có hình mờ, thì đến 96,5% là chúng ta chụp CT cũng không có hình mờ. Hay nói một cách khác ấy, là trên cái x-quang thường quy chúng ta ở cấp cứu, thì cái x-quang mà không có bất thường giúp cho chúng ta loại trừ viêm phổi rất là quan trọng rất là hữu ích. Đây đây là một cái thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng là trong thực hành lâm sàng chúng ta uh, sẽ gặt hái được rất nhiều các cái các cái hướng dẫn từ cái thông tin đó. Thế thì khi chúng ta phân tích ở tình trạng làm việc ở phòng cấp cứu đó thì có một nghiên cứu rất hay là 800 bệnh nhân được chẩn đoán là đi ở 3 bệnh viện ở Mỹ cho chúng ta thấy rằng là có 20% các trường hợp thay đổi chẩn đoán khi bệnh nhân ra khỏi bệnh viện, xuất viện. 20% không chẩn đoán viêm phổi. Ở trong 20% đó thì 19% chẩn đoán bệnh phổi không viêm phổi, 16% chẩn đoán bệnh thận, 9% bệnh nhân chẩn đoán nhiễm trùng khác, 3% chẩn đoán bệnh tim mạch và 28% chẩn đoán các bệnh khác. Đây, đây là một cái thí dụ nói rằng là chúng ta thấy rằng là cứ 5 người thì có một người chẩn đoán ở ID là viêm phổi là không chính xác. Đấy là một cái tỷ lệ rất cao nếu chúng ta đứng dưới góc độ tiên lượng của người bệnh mà chúng ta phân tích thì tỷ lệ đó là quá cao chẩn đoán viêm phổi cộng đồng như vậy ở ID cần phải được bổ sung bằng các phương pháp hỗ trợ khác, các khám xét khác chứ không chỉ đơn thuần bằng ống nghe và X quang được. Cho nên rằng là trong cái bài này tôi rất muốn nói đến cái việc chúng ta sử dụng đa phương tiện để tiếp cận bệnh nhân trong chẩn đoán, giảm thiểu cái chẩn đoán sai lầm ở trong cái xử trí ban đầu đối với viêm phổi cộng đồng nặng ở ID là rất quan trọng. Trên slide này cho chúng ta thấy rằng là có 26,7% bệnh nhân viêm phổi cộng động nặng kết hợp với bệnh tim mạch mà trong đó 66 trên 66% là suy tim sung huyết. Mà chúng ta biết rằng là nếu mà suy tim sung huyết mà chụp x-quang tại khoa cấp cứu với tư thế trước sau thì hình ảnh giả rất là nhiều. Cho nên rằng là tại sao mà trên so sánh với với CT scan có hình mờ trên X quang thường nhưng mà không có bất thường ở trên CT scan ở nhu mô phổi. Lý do nó là như vậy. Và cái việc mà kết hợp các bệnh tim mạch với viêm phổi cộng đồng nó tăng lên theo cái mức độ nặng. Càng nặng bao nhiêu thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và trong đó có suy tim sung huyết càng nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên rằng người ta nói rằng là cần phải sử dụng các cái mạc cơ khác trong đó có các cái mặt cơ về sinh học tức là bio mặt cơ thế thì đây đây là một cái phân tích để cho chúng ta thấy rằng là nếu như chúng ta chỉ dùng các mặt cơ không thì cái diện tích dưới đường cong của phân tích gốc nó không đảm bảo à? thế cho nên rằng là cái khuyến cáo từ các nghiên cứu này cho thấy rằng là ở tất cả các trường hợp kể cả trường hợp chúng ta nghi ngờ nghi ngờ viêm phổi cộng đồng, kể cả trường hợp chúng ta chẩn đoán viêm phổi cộng đồng không có dấu hiệu rõ ràng với nhiễm trùng, kể cả những trường hợp chúng ta chẩn đoán viêm phổi cộng đồng nhưng mà X quang nghi ngờ thì chúng ta vẫn cần phải kết hợp đầy đủ lâm sàng, X quang và biomarker sẽ giúp cho chúng ta có những cái chẩn đoán nó chính xác hơn rất là nhiều một câu hỏi nữa đặt ra rằng là liệu siêu âm có giúp gì cho chúng ta trong cái thực hành lâm sàng ở cái tuyến đầu tức là phòng cấp cứu hay không thì đây là một nghiên cứu rất hay và cái nghiên cứu này nói rằng là siêu âm tại giường là rất quan trọng là rất quan trọng ở trong này người ta nói rằng là cùng với các lợi ích dễ thực hiện rẻ tiền tránh chụp x-quang nhiều lần siêu âm nên được xem là cách tiếp cận quan trọng trong điều kiện cấp cứu và tôi cũng thấy rằng là kể cả ở các khoa nội đặc biệt là các khoa nội gấp, hiện nay vấn đề trang bị một cái máy siêu âm tại giường là khả thi và nếu như chúng ta kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau cùng với siêu âm thì khả năng chẩn đoán viêm phổi của chúng ta nó lên cái IOC nó lên trên 097 097 tức là một con số gần như 100% có thể nói là một cái lợi ích rất là rõ một câu hỏi đặt ra nữa rằng là chẩn đoán vi sinh thì sao trong trường hợp viêm phổi cộng đồng nặng thì cái cái câu mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ngay đầu tiên là hiện nay có nhiều lời hứa nói rằng là các cái xét nghiệm về sinh học phân tử đối với xét nghiệm vi sinh là có lợi thì cái lời hứa đó chưa được rõ ràng cho nên là trên viêm phổi cộng đồng nặng vấn đề cấy dịch tiết đường thở vấn đề cấy máu làm các cái xét nghiệm bằng phương pháp thường quy là nên thực hiện và chúng ta không nên chờ đợi kết quả của các cái xét nghiệm theo kiểu sinh học phân tử bởi vì hiện nay nó cũng chưa chứng minh được là nó đang giúp ích một cách thiết thực trong thực hành lâm sàng đối với viêm phổi cộng đồng nặng. Chúng ta rất hay quen nói đến vấn đề đánh giá uh, tiên lượng, đánh giá mức độ nặng của viêm phổi cộng đồng, thì tôi đi nói rất là nhanh rằng là chúng ta có rất nhiều các cái thang điểm, các cái thang điểm này nó có một sự khác biệt mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều thầy thuốc chúng ta lầm lẫn rằng là là tại sao thang điểm này thì cho cái yếu tố này vào thang điểm kia lại không cho yếu tố kia vào thì chúng ta phải cần phải biết rằng là các thang điểm họ xây dựng với các outcome tức là với các tiêu chí đánh giá khác nhau thí dụ như thang điểm CRB 65 của của anh đó thì họ dùng cái outcome tức là cái kết cục để đánh giá cái thang điểm đó là nguy cơ tử vong 30 ngày cũng như vậy cái thang điểm PSA 2 là thang điểm của 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 Mỹ đó thì họ cũng sử dụng cái yếu tố nguy cơ 30 ngày tử vong để họ tìm cái các yếu tố risk factor để họ 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 xây dựng cái thang điểm. Nên tuy nhiên ấy, thì cái thang điểm của của hội hội đồng nghị hiệp hội lồng ngực Mỹ và hiệp hội bệnh truyền nhiễm Mỹ gọi là ATS và IDSA ấy, thì họ lại xác định xem là trên bệnh nhân viêm phổi cộng đồng thì bệnh nhân nào cần vào ICU. Cho nên là cái việc xây dựng thang điểm của họ có những yếu tố mà trong hai thang điểm cuộc 65 và PSI không có một cái thang điểm nữa mà chúng ta uh, xin lỗi đứng trước các cái quan điểm về xây dựng uh, điều trị xây dựng các cái thang điểm theo quan điểm tiếp cận bệnh nhân như vậy thì rõ ràng là chúng ta cần phải biết chúng ta cần phải biết rằng là cái outcome để đánh giá là như thế nào thí dụ như là nếu như đứng xét dưới góc độ là bệnh nhân có chỉ định thở máy hoặc là các cái trị liệu gọi là sử dụng thuốc vận mạch thì thang điểm của ats và idsa là mạnh nhất với một cái AUC chúng ta thấy trên, trên trên slide này là nó lên 0,85. Nhưng mà là nếu như chúng ta nhìn dưới góc độ của tử vong 30 ngày đó, thì cái PSI thì nó lại có cái giá trị AUC lớn hơn cái ATS và IDSA. Thế như vậy là, là chúng ta cần phải biết rằng là mỗi một thang điểm nó có một cái cách xây dựng khác nhau và cái việc sử dụng thang điểm đó là chúng ta cần phải có một cái sự phân tích chứ không phải là áp dụng một cách máy móc. Thì đây là một cái slide đây là một cái slide để cho chúng ta có một cái nhãn quan về cái việc mà chúng ta phân tích trên aocom của các cái thang điểm. Và cụ thể đây là 9 cái thang điểm. Thang điểm PSI, thang điểm Q65, thang điểm COP, thang điểm ATS, thang điểm SMARCOS, thang điểm ESCAP và thang điểm Real ICU. Cái thang điểm Real ICU là cái thang điểm bệnh nhân quay trở lại ICU sau khi bệnh nhân xuất viện. Cái thang điểm nó xây dựng như vậy. Thế thì trên cái cái sơ đồ này chúng ta thấy rằng đối với ATS họ dùng rất nhiều các cái các cái biến mà cái biến đó nó có liên quan trực tiếp đến tử vong và sự cố sớm của bệnh nhân. Nhưng mà đối với các cái thang điểm khác ví dụ như PSI và quốc 65 á hoặc là reaction đó thì họ lại sử dụng các cái thang điểm dường như nó có tác động đến cái outcome lâu dài tức là cái tỷ lệ tử vong sau xuất viện của bệnh nhân bằng yếu tố tuổi bằng các yếu tố các cái bệnh đồng mắc Thế thì dung hòa ở trong hai quan điểm đó thì tôi xin được đưa ra một cái một cái thang điểm mà chúng ta cần phải lưu ý đó là thang điểm SK. Tình cờ cái chữ SK này nó lại nó lại giống với cái tên bài báo cáo của tôi. Thì cái thang điểm SK này họ lại dung hòa giữa hai quan điểm đó và cái outcome của SK là muốn xác định là bệnh nhân diễn biến xấu nguy cơ tử vong sớm hoặc là diễn biến xấu trong một thời gian gần. Thế cho nên rằng thang điểm SK này với tôi thì rất phù hợp đối với các bác sĩ làm việc trong môi, môi, trường thực hành của, của của phòng cấp cứu tức là ED. Thế thì trên cái việc mà chúng ta đánh giá mức độ nặng và diễn biến của bệnh nhân sớm đó thì rõ ràng khi chúng ta thấy phân tích một cách so sánh giữa các thang điểm thì cái thang điểm SK là có một cái giá trị dự đoán tốt nhất nội suy ngoại suy là là tốt nhất so với các thang điểm khác và như vậy thì trong một cái lượng giá sớm về cái nguy cơ diễn biến xấu và tử vong sớm thì SKF là một cái thang điểm rất quan trọng đối với các thể thuốc ở emergency department. Thế thì đối với bệnh nhân ở phòng phòng ID đấy thì SKF nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái tiên lượng bệnh nhân có khả năng tử vong trong bệnh viện, có khả năng phải thở máy và có khả năng bệnh nhân rơi vào sốc và chúng ta cần phải có những cái biện pháp hồi sức rất tích cực để giải quyết bài toán bệnh nhân. Và tôi cũng xin không À, xin không đưa đi vào những cái chi tiết rất sâu của 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 của, của, của SK, bởi vì đi vào thì chúng ta sẽ quên ngay và chúng ta nên biết cái thang điểm ESCAP tức là PS và và viết tắt bên này là quốc xoa PS là là điểm chính nếu có từ một trở lên và quốc xoa là sáu tiêu chuẩn phụ nếu có hai trở lên thì chúng ta nên coi bệnh nhân đó là ESCAP với các cái hình ảnh tiên lượng bệnh nhân rất là nặng Chúng ta cần phải làm gì ở, 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 phòng cấp cứu? Chúng ta phải làm năm cái việc mà chúng tôi muốn liệt kê. Mà năm cái việc đó thì nằm trong cái tiêu chuẩn đánh giá ở ED, -SKET. Thì tôi không xin không có nói cụ thể. Chúng ta thấy rằng là năm cái việc này là cái năm cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Rất khả thi và dễ làm ở phòng khám. Chúng ta có một câu hỏi đặt ra, đặt ra rằng là liệu các biomarker có giúp chúng ta tiên lượng nặng hay không? Thật sự mà nói thì câu trả lời là không và chúng ta hoàn toàn không thể dựa vào biomarker cơ để nói rằng trường hợp này là nặng trường hợp kia là là không nặng được mà chúng ta phải lưu ý biomarker cơ chỉ có thể có giá trị khi chúng ta kết hợp với các yếu tố đánh giá khác đặc biệt là yếu tố lâm sàng và x quang để chúng ta đánh giá câu hỏi nếu đặt ra rằng là vấn đề vi sinh của bệnh nhân viêm phổi cộng động nặng động nặng thì sao thì câu trả lời rằng là vấn đề vi sinh của viêm phổi cộng động nặng, nặng nằm trong hai nhóm một đó là các tác nhân vi sinh thông thường gặp ở nhiễm khuẩn cộng đồng và một là nhóm tác nhân vi sinh hay gặp ở trong nhiễm khuẩn bệnh viện cụ thể đó là uh, staphylococcus aureus làm pseudomonas và các cái trực khuẩn gram âm khác tuy nhiên chúng ta cũng cần phải hiểu là các cái tác nhân vi sinh không phổ biến hay là các tác nhân vi sinh nằm trong các nhiễm khuẩn của nhiễm khuẩn bệnh viện tỷ lệ là bao nhiêu thì trên slide này cho chúng ta thấy hai cái nghiên cứu nói rằng rằng cái tỷ lệ nhiễm Pseudomonas, Anthrobacteria C và Staphylococcus aureus kháng methicillin chỉ có khoảng độ chừng 10% thôi. Hay nói cách khác là thái độ của chúng ta khi điều trị đối với viêm phổi cộng đồng và viêm phổi cộng đồng nặng thì các vi khuẩn này chỉ chiếm khoảng chừng 10% thôi. Nhưng cùng với việc phát triển của kỹ thuật PCR cho chúng ta một cách nhìn và qua diễn đàn này tôi rất mong chúng ta thay đổi một cái quan niệm rất lớn rằng là trong viêm phổi là đơn vi khuẩn ở trong nghiên cứu này cho chúng ta thấy vấn đề đa vi khuẩn là rất quan trọng và người ta nhấn mạnh rằng đa vi khuẩn là yếu tố tiên lượng làm tăng cái nguy cơ tử vong trên bệnh nhân viêm phổi và viêm phổi ở mức độ nặng. Đây là một cái thái độ mà chúng ta mới được biết gần đây khi chúng ta áp dụng kỹ thuật PCR vào ở trong thực hành lâm sàng. Virus một cái bài báo viết rằng là hit and run tức là kẻ gây án rồi bỏ chạy thì đây là một câu chuyện đã được kết luận rất rõ từ các cái đại dịch cúm đặc biệt là các cái dịch cúm ở Mỹ cho chúng ta thấy sau dịch cúm thì các cái tổn thương trên autopsy cho thấy bên cạnh các cái hiện tượng viêm mà xuất tiết rất nặng thì người ta thấy rất nhiều các cái trường hợp tử vong khi mổ xác ra có hình ảnh của các tụ cầu và các cái liên cầu tức là các các, các cái vi khuẩn cầu khuẩn uh, gram dương và như vậy rằng câu chuyện của cúm và câu chuyện của các cầu khuẩn cam dương hay là các nhiễm khuẩn cơ hội làm câu chuyện rất quan trọng ở trên những cái trường hợp viêm phổi cộng đồng nặng. Và từ đó người ta mới có một cái nhận định rằng là đối với viêm phổi cộng đồng nặng thì cần phải lưu ý đến tụ cầu và đặc biệt là đối với tụ cầu kháng methicillin vì trên cái nhóm này rất hay gặp với một tỷ lệ rất cao là tụ cầu có gắn với gen PVL, tức là gen tiết ra cái độc tố mà độc tố đó làm cho diễn biến của bệnh nhân rất nặng và rất dễ ở trong cái bệnh cảnh sốc. Chính vì thế cho nên rằng là trên slide này chúng tôi muốn đưa ra một cái hình ảnh để chúng ta thấy những trường hợp vào với chẩn đoán viêm phổi cộng đồng nặng mà tổn thương lan tỏa hai bên mà gắn liền với sốc với hình ảnh x-quang mà như trong kinh điển trong sách của tiếng Việt của chúng ta hay viết là hình ảnh tổn thương ruột bánh mì thì chúng ta cần phải nghĩ đến viêm phổi cộng đồng do Staphylococcus aureus mà đặc biệt là tụ cầu có kháng meticillin để chúng ta quyết định điều trị và gần như tất cả các gala trên thế giới đều đồng thuận ở một cái quan điểm nếu chúng ta chỉ mảy may nghi ngờ một chút tụ cầu thì chúng ta vẫn phải điều trị bao vây đối với tụ cầu và tụ cầu kháng meticillin. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Chúng ta chẩn đoán, chúng ta bỏ sau. Nhưng mà việc chúng ta điều trị trên những trường hợp nghi ngờ nhiễm tụ cầu là chúng ta phải bao vây bởi vì chúng ta không bao vây thì bệnh nhân sẽ rất dễ rơi vào tử vong, sốc do tụ cầu tiết ra tụ cầu có khả năng tiết ra PVL. Năm 2015 thì BTS đã có một số các cái hiệu chỉnh và trong các cái hiệu chỉnh đó thì tôi muốn nhấn mạnh mấy cái ý như thế này thứ nhất là người ta đề nghị với một trường hợp viêm phổi cộng đồng nặng thì phải cần có một sự kết hợp rất tốt giữa chuyên khoa hồi sức và chuyên khoa hô hấp câu chuyện này ở Việt Nam chúng ta rất ít khi làm rất ít khi làm làm việc hợp tác với nhau là một câu chuyện hết sức là khó cái thứ hai là người ta nhấn mạnh rằng là thở máy không nên khuyến cáo thường quy kể cả xâm lấn và không xâm lấn và cái thứ ba là steroid steroid thì thì không được khuyến cáo thường quy ở trong viêm phổi cộng đồng này. Để chúng ta lưu ý ba cái cái ý như vậy. Về phác đồ điều trị thì chúng tôi xin được đưa ra một số các cái phác đồ điều trị của BTS, của ATS là của Anh và trường phái châu Âu và của Mỹ để chúng ta lưu ý. Thì trên cái phác đồ điều trị thì chúng ta thấy có một cái nhìn chung là người ta đề nghị sử dụng các cái beta lactam phổ rộng có hay không có kết hợp với kháng beta lactam A, cộng với macrolide cộng với macrolide À, cả BTS như vậy, cả ATS như vậy. Nhưng mà riêng đối với ATS thì lại có phân một cái phân nhóm khác là những các cái trường hợp nghi ngờ Zeromonas và nghi ngờ nhiễm Staphylococcus orois Thì với một cái nhận định chung là người ta đưa cái macrolide như là một cái khuyến cáo lên trên tức là first soi chứ không phải là thuốc thay thế kết hợp với macrolide là một cái khuyến cáo chung như vậy và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là đối với những trường hợp nghi ngờ nhiễm Pseudomonas thì người ta đề nghị kết hợp với amikacin và Azithromycin. Mà chúng ta biết rằng amikacin thì sử dụng cho Pseudomonas được rồi. Mắc mớ gì chúng ta lại phải kết hợp với Azithromycin là Macolai. Macolai không thể tác dụng với Pseudomonas được. Thế nhưng mà gai lai họ viết như vậy Và chúng ta thử xem Xem là họ có lý hay là không có lý Bằng các, các nghiên cứu tiếp theo Thế còn đối với hội lao bệnh phổi Việt Nam thì năm 2015 chúng tôi có xây dựng cái phác đồ điều trị như thế này. Thì 2015 chúng ta thấy rằng là bên cạnh các beta lactam phổ rộng, chúng ta thấy quinolon và các cái beta lactam kháng zodomonas kết hợp với quinolon hoàn toàn không có câu chuyện của macrolide ở đây. Tại sao mà các chuyên gia của Việt Nam lại xây dựng một cái phác đồ điều trị như thế này? Thế thì xin thành thần với các bạn là lúc đó hội đồng làm việc hết sức là nghiêm túc và có đưa cái vấn đề macrolide ra thảo luận để xây dựng cái lai này và nói chúng ta hướng dẫn thực hành chứ chúng ta không nói lý thuyết. Năm 2015 thực hành của Việt Nam không có macrolide tiêm, tức là không có thuốc để sử dụng trong môi trường của viêm phổi cộng đồng nặng, đặc biệt là trong môi trường bệnh viện và cấp cứu. Thế cho nên rằng nếu chúng ta đưa vào thì sẽ gây khó cho thực hành lâm sàng. Nhưng mà câu chuyện của 2015 và câu chuyện của 2018 hoàn toàn khác nhau và hiện nay là đã có macrolide tiêm ở trong thực hành lâm sàng. Như vậy thì rõ ràng cái phát đồ điều trị của Hội La Bệnh Hội Việt Nam phải thay thế chứ không thể để như vậy được. Chúng tôi sẽ muốn 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 nói lại câu chuyện của Macrolide và cái lý của của ATS. Chúng ta thấy rằng là các cái phân tích về tử vong, thời gian sống, tử tử vong sớm và tử vong muộn thì đều cho thấy rằng khi chúng ta kết hợp beta lactam với macrolide thì tạo ra sự khác biệt duy nhất trong nhóm các phối hợp kháng sinh trên thời gian trên tỷ lệ tử vong sớm, trên tỷ lệ tử vong muộn và trên thời gian sống. Duy chỉ có một cái kết hợp đó là macrolide. Và cái hiện tượng mà hiệu ứng của macrolide nó không chỉ nằm ở trên cái nhóm phế cầu nhạy cảm với macrolide mà nó còn nằm ở trên cả cái nhóm mà phế cầu kháng với macrolide nó vẫn có cái hiệu ứng đó. Đấy là một câu chuyện chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Đây là một cái hình ảnh minh họa cho cái gọi là hiệu ứng trên cái thời gian sống à, trên cái cái tỷ lệ tích lũy của bệnh nhân sống trong cái điều trị đối với những cái trường hợp có kết hợp mang lại tất cả bệnh nhân cấy âm tính cấy dương tính và cấy kháng mang lại. chúng ta kết hợp với macola chúng ta thấy có một cái sự cải thiện rất rõ về 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 về, về tỷ lệ sống cộng dồn của bệnh nhân như vậy rõ ràng là là gai lai like của mỹ gai like của mỹ và gai lai like của của BTS là họ có lý chứ không phải cũng có lý thế giờ chúng ta giải thích cái chuyện có lý như thế nào thì tôi xin được trích dẫn một cái một cái bài báo mà tôi mới đọc tới cái bài báo nói rằng là cùng với tác dụng của của toxin tức là của nội độc tố của độc tố đó và cái hiệu ứng viêm nó sẽ làm cho tăng một cách quá mức các cái hoạt động của các cái tế bào viêm trong đó có bạch cầu đa nhân trung tính trong đó có các cái monocyte và cả cái protein viêm nó tăng lên một cách quá mức tạo nên một cái một cái quá phản ứng một cái quá phản ứng đó ở trong lâm sàng chúng ta hay gặp dưới dạng là cái tình trạng sốc và suy sụp đa phủ tạng và cái cái việc mà chúng ta sử dụng macrolide thí dụ trong nghiên cứu này người ta sử dụng clarithromycin thì đã tạo nên các cái hiệu ứng mà hiệu ứng rất quan trọng ở cái chỗ là nó giúp cho cái thời gian sống của các tế bào viêm nó chết đúng theo chương trình. Cái thứ hai là nó tái lập lại cái thăng bằng giữa cái viêm và cái kháng viêm một cái một cái cơ chế bình thường của chúng ta rất tốt nhưng mà trong những cái tình huống bất thường thì nó lại trở nên là là là, là tăng lên về cái khuynh hướng viêm và cái thứ ba là nó tăng trình diện kháng nguyên lên các cái tế bào có khả năng thực bào để nó giúp cho cái hiện tượng giảm các cái gánh nặng về vi khuẩn ở trên tổn thương rất là rõ. Và trong cái nghiên cứu này cho chúng ta thấy một, một cái cái cách mà người ta chứng minh vai trò của clarithromycin trên hai bệnh nhân sepsis tức là một cái tình trạng nhiễm uh, nhiễm trùng toàn thân nặng và thở máy. Nghiên cứu trên cả sepsis và thở máy. Với một cái phác đồ chuẩn Người ta tách ra một cách ngẫu nhiên hai nhóm, một nhóm 100 bệnh nhân có kết hợp với clarithromycin 3 ngày, và một nhóm sử dụng placebo, đây là dummy blind tức là sử dụng thuốc gọi là, là giả dược mù. Thì cho chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong là 43% ở bên cái nhóm điều trị claritomycin và chi phí trung bình là 13.100 so với là tử vong bên nhóm placebo là 60% và chi phí là 14.701 đồng và chúng ta thấy tất cả đều có ý nghĩa thống kê hết. Như vậy rằng là câu chuyện của chúng ta đi một thời gian dài không sử dụng macrolide là vì chúng ta nghĩ rằng tỷ lệ phế cầu của chúng ta kháng macrolay quá lớn nhưng mà rõ ràng là chúng ta đã bỏ đi một cơ hội rất quý báu là chúng ta đã không sử dụng macrolay trong thực hành lâm sàng kể cả đối với các trường hợp viêm phổi cộng đồng nặng có biểu hiện sốc có biểu hiện sepsis thế thì để kết luận thì chúng tôi xin đưa ra những cái ý như sau thứ nhất là đối với bệnh nhân mà đến với chúng ta thì chúng ta đánh giá dưới hai thái độ thứ nhất là nếu chúng ta cần phải giải quyết ngay cái bài toán nguy cơ trước mắt thì chúng ta sử dụng sk đây là một câu chuyện phù hợp ở các phòng khám và các emergency department chúng ta đánh giá các dối loạn cấp tính nặng chúng ta đánh giá vấn đề nhiễm trùng nặng để chúng ta giải quyết cái bài toán tử vong sớm và các biến chứng sớm bằng các biện pháp hồi sức bằng kháng sinh hợp lý và trong đó có một tỷ lệ sử dụng corticosteroid vì thời gian rất ít nhưng tôi không trình bày nhưng mà nếu như chúng ta ở khoa nội tức là chúng ta cần phải nhìn một cách dài hơi hơn về tiên lượng của bệnh nhân thì chúng ta nên sử dụng thang điểm PSI. Thang điểm PSI thì nó rất quan tâm đến vấn đề tuổi, nó rất quan tâm đến vấn đề đồng mắc thì chúng ta có thể giúp cho chúng ta một cái nhãn quan có kế hoạch chung quản lý bệnh nhân ngay sau khi ra viện, làm sao để chúng ta có thể kiểm soát được tránh cái nguy cơ tử vong trong vòng 30 ngày. À, xin cảm ơn sự chú ý của các anh các chị.